vậy thì mấy ông phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt vừa. Lại bền chân. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay thì nắng nóng ở đồng bằng và trung du của miền Bắc đã chấm dứt khi trời chuyển nhiều mây hơn, có gió thổi nhẹ. Thậm chí là ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, mây còn phát triển mạnh, gây mưa lớn cục bộ. Nguyên nhân là do khi khối áp cao cận nhiệt đới lấn vào, thì rìa phía tây của nó hội tụ với gió tây nam tạo đà cho mây ẩm hình thành và khiến cho thời tiết miền Bắc thay đổi. Dự báo chiều nay hệ thống này sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực từ Cao Bằng xuống đến Quảng Ninh, Hải Phòng. Đây là nơi có thể xuất hiện một số điểm mưa to. Đến chiều tối và đêm, vùng mưa sẽ lan sang các tỉnh thành khác của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh kèm theo. Về nhiệt độ, cao nhất đều không quá 34 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo cùng trạng thái mưa dông từ đầu giờ chiều đến chiều tối nay, mưa diễn ra trên 2/3 diện tích khu vực, cục bộ điểm mưa lớn và dễ kèm theo tố lốc, gió giật nguy hiểm. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên, hôm nay vẫn tiếp tục nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Thời gian nóng nhất sẽ là từ giờ cho đến 16 giờ. Ở trên biển, khu vực quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo dự báo là mưa rào rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km. Ở ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, ngoài mưa dông còn cảnh báo cả lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Vịnh Bắc Bộ dù ít mưa nhưng có gió mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động. Chỉ riêng huyện đảo Hoàng Sa là không mưa, gió cấp 4, cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.